Đấy các bạn thấy không, Lu là một cái cậu em mà đi quay cùng với mình thôi. Là các bạn thấy là Nam vô cùng xúc động khi mà có một cậu em đã rất là xả thân vì mình. Thế là mình cảm thấy rằng là cần phải coi như là một người em ruột. Và đây là cái lần đầu tiên trong đời Nam đặt chân đến cái vùng đất này. Là rất nhiều những cái lo lắng. Đáng nhẽ là mai anh mới lên, nhưng mà tiện thằng Lu nó cứ nhắn cho anh bảo anh ơi phải lên ngay vào tối. Ôi thì không kịp. Là cái dạp ấy là đám cưới hả chị? Đám cưới thằng Lu à? À không biết tên là gì. Ô, ở đây cứ hỏi thì ăn đám cưới thì biết, nhưng mà đám cưới ai thì không ai biết. Chua thì là người Mông nhưng mà sinh sống ở Lào, trong cộng đồng người Mông, nhưng mà Chua lại không biết, chưa nói được tiếng phổ thông, bởi vì bạn ấy một phần bạn ấy ở Lào nữa. Nên là thế mà bạn ấy đã theo bạn Lu ở Mộc Châu rồi mà không thể giao tiếp được, chỉ giao tiếp được với mỗi Lu thôi. Bây giờ là tối om như mực này mà không biết ở đâu mà để hỏi. Có ai đây? Ai đây? Các bạn biết không, là để ăn cưới Lu thì tôi đã phải đi cái đường núi là 10 cây số. Các bạn thấy đường này cứ tối đen như mực luôn, không thấy một cái gì. Mà đang nói là đây là cái bản suối Lóng rồi mà không thấy có một bóng đèn nào luôn. Mà đến đi mãi mới thấy có một cái nhà bán đồ tạp hóa này. Thì mình phải hỏi thôi. Em ơi, sao em nép vào đây thế? Em có thể cho anh hỏi một tí được không? Em có thể ra đây cho anh hỏi được không? Em không đi ăn đám cưới à? Thế em biết đám cưới ai không? Lu. Ừ. À Lu, thế đám cưới nó ở đâu? Ở trên nhà văn hóa. À nhà văn hóa thì bây giờ đi lên nữa à? Vâng. Còn xa nữa không em? Không, gần thôi. Gần thế à? Vâng. Tại đi là nhìn ở trên đường là nhìn thấy luôn đúng không? Vâng. Em có đi không, cùng lên xe anh đi luôn? Dạ em không ạ. Đi, đóng cửa vào. Ngày mai em đi. Mai đi á? Vâng. Thế mai hẹn nhau ở trên đấy nhá. Vâng. Em tên là gì? Linh. Linh à? Vâng. Ok, mai hẹn Linh ở đám cưới Lu. Đáng nhẽ là mai anh mới lên, nhưng mà tiện thằng Lu nó cứ nhắn cho anh bảo anh ơi phải lên ngay vào tối. Ôi thì không kịp. Thế nhưng mà nó bảo là thường ở đây là người Mông là trước ngày cưới là buổi tối cũng sẽ ăn, cũng làm cỗ rồi đúng không? Có khi còn vui hơn là ngày mai ấy nhỉ? Ừ. Rồi thế hẹn em ngày mai nhá. Rồi chào Linh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên đường đi một đoạn nữa. Đây các bạn thấy này, tối om như mực luôn, không có một cái bóng đèn gì. Mà cứ lên dốc chứ cứ lên núi như này thôi hơi bị kinh hãi luôn. 10 cây số rồi, bây giờ chúng tôi phải đi tiếp. Rồi Lu ơi là Lu, cậu em người Mông mà vô cùng thân thiết của mình luôn. Bây giờ thì đã tới đây, đã không quản ngại khó khăn gì, vượt qua bao nhiêu là cây số, mấy trăm cây số mà lạc đường lầm lối, nhưng mà vẫn phải tìm ra bằng được. Rồi đi thôi. Các bạn ấy lại tối om lên thì bất ngờ từ đây thì nhìn xa xa thấy có một cái dạp là sáng màu. Là cái dạp ấy là đám cưới hả chị? Đám cưới thằng Lu à? Không biết thằng quân đặt ra tên không biết là. À không biết tên là gì. Ô, không biết tên. Ở đây cứ hỏi thì ăn đám cưới thì biết, nhưng mà đám cưới ai thì không ai biết. Không biết là. Nãy giờ hỏi thì không ai biết, chỉ biết là thằng con nhà gì đấy đúng không ạ? Rồi thì chắc là à đây có thiếp mời đây. Đây chị đọc xem mà. Chắc là Lu. Nó ở đây thì mọi người gọi nó tên là gì? Hắn là Lu. Lu đúng không? Đúng rồi, hắn là Lu. Đây đúng rồi. Sơn Lu. Sơn Lu. Sơn Lu và Y Chua. Y Chua. Đúng rồi, chính nó đây. Nó là em. Em. Đấy bây giờ thì mình vào đấy một chút. Biết đi đám cưới thì người ta thường mang cái gì đi để mừng nhỉ chị nhỉ? Không, họ chỉ mừng tiền thôi mà. Mừng tiền à? Nhưng mà tối nay mừng tiền hay để mai mừng tiền? Mà các anh có ở lại không? Ở lại mai, đến mai. Rất thì đến mai mừng. Thế mai mừng nhá. Ừ, mai có cái phong bì mà. Ờ, mai, vâng. Mai có cái hộp trái tim đấy. Vâng, hộp trái tim à. Ừ, mai có hộp trái tim họ. Vâng, thế mai thì em. Thì ở trên tê đây, nhưng mà còn mượn dạp ở dưới đây. Vâng. Thế là đang hình như bộ nó đang ăn ở đây hả chị? Không, đang ăn trên tê. Ôi thế à? Thế à? Thế bây giờ đi lên kia đi đường nào? Đi thẳng lên
Là đã đi bộ được không? Được mà. À. Xe to thì lên được nhưng mà không biết có nơi để không. Thôi em đi bộ được không? Được quá. Thì có... đường lên dốc lên nhà văn lên cạnh nhà trường rồi mà. Vâng. Rồi em cảm ơn chị nha. Đấy các bạn thấy không? Lu là một cái cậu em mà đi quay cùng với mình thôi, nhưng mà cái tình cảm ấy là các bạn thấy là Nam vô cùng xúc động khi mà có một cậu em đã rất là xả thân vì mình. Thế là mình cảm thấy rằng là cần phải coi như là một người em ruột. Trong cái cuộc hành trình của Nam suốt gần 10 năm vừa rồi thì có rất nhiều những cậu em cho mình được cái cảm giác đó. Thế nên là Nam quyết định là dù có gặp vấn đề gì, dù có đang bận đến đâu như thế nào, thì những cái ngày quan trọng của em mình thì mình đều phải có mặt. Đấy, vào đây là cái lần đầu tiên trong đời Nam đặt chân đến cái vùng đất này. Là rất nhiều những cái lo lắng rồi, nhưng mà Nam không, mình không sợ, bởi vì mình đến là mình đến chỗ em. Có ai đây? Ai đây? Cháu ơi. Mấy đứa trẻ con nó cầm đèn, nó trêu cái gì ấy. Đấy. Bây giờ là tối om như mực này mà không biết ở đâu mà để hỏi. Thế nên là mình theo lời chị kia thì đi thì cứ đi thôi. Mình cảm giác cái nhà trên kia. Đấy, chó má này. Cảm giác. Các bạn ạ, tối như này tôi chỉ nghe cái tiếng thôi. Nghe cái tiếng thanh niên nó cứ hò hét. Hát hò ở đâu thì mình có mặt, mình mò theo cái tiếng đấy. Bây giờ mình cứ phải hỏi đi. Anh ơi, cho em hỏi cái đám cưới nó, à cái nhà đám cưới nó ở đâu nhỉ? Không không, như cái nhà bố mẹ nó cơ. Bố mẹ nó trên này phải không? Đi đường nào anh nhỉ? Đường vòng đây. À xuống đi phòng vòng phía dưới này à? À vâng, cảm ơn anh nha. Vâng vâng. Đấy thì tôi nghe thì hò hét ở phía trên này, thì chắc là phải đi vòng ra đi lên trên đồi một đoạn nữa. Các bạn thấy chưa, là đẩy, khi đẩy mình vào một cái tình huống thì mình phải hỏi han. Đây lại có một cái xe máy nữa. Em ơi cho anh hỏi với. Đến nhà thằng Lu đi đường nào ấy nhở? Ừ, thằng Lu đám cưới nó ngày mai ấy. À không biết à? Bọn em có mai có đi đám cưới không? Có mà không biết nhà nó. Thế bọn em đi đâu đây? Em là xuống đây đi chơi thôi ạ. À thế à? Ờ. Rồi. Anh ấy nói gì đấy? Rồi cảm ơn anh nhá. Thì thông báo với các bạn là Nam đã phải từ Hà Nội tới đây là khoảng cũng phải 300 cây số đấy, xong đi lạc đường, đi từ Mộc Châu sang Thanh Hóa bị lạc đường. À đây đúng rồi đây rồi. Đúng rồi. Đông lắm các bạn. Đúng rồi. Có vào không? Vào không? Mày vào đây với anh. Tức là thế à? Ok. Các bạn thấy này, hai bên là rất nhiều xe máy. Mình, các bạn thấy là một mình tôi là cái người ở dưới xuôi lên, mà đến vào cái khu vực người Mông mà ở đây là chiếm đa số các bạn. Mà khi mà tôi nói chuyện mấy người Kinh ở dưới kia thì tất cả mọi người đều rất là lo lắng cho tôi. Nhưng mà tôi không sợ, bởi vì là người Mông là anh em ruột thịt với chúng ta mà. Với cả Lu là em mình, nên mình không sợ. Chứ ở dưới kia là nhiều người họ ngại đấy. Rồi. Ồ, chua. Phải chua không? Không phải à? Chào anh nhá. Vâng. Ơi. Ơi, chào em nhá. À, chào chú. Chào em. À, Lu đây rồi. Đi đâu về đây em? Đi mua đồ anh. Đi mua đồ à? Vâng. Dạ, à đây mẹ em à. Đây là mẹ em. À. À. Chào anh. Đây là mẹ Lu. Mẹ Lu à? Vâng, đây là mẹ Lu. Ok. Anh trai.
chào. Ừ, lo chứ. Năm chiếc của Yipo. Cứ xin gói thôi. Để... thuốc Lào à? Thuốc Lào để à. Để làm lễ. Làm lễ à? Rồi. Chào anh đây. Rồi. Anh vừa mới tới xong. Ờ, anh bị đi lạc đường. Anh. Ôi. Ôi. Chào anh nha. Ờ, anh là anh trai Lu à? À thật, trông giống nhau quá. À chào chú ạ. Dạ. Chào ơi vất vả quá anh Lan ạ. Đi xa quá, đi lạc đường đấy, cứ phải đi vòng ấy. Ơi, chào mọi người nha. Chào bác. Rồi, dạ. Ở đây là đã có thịt gác bếp rồi, à thịt treo rồi này. Thịt này để chuẩn bị cho ngày mai đây đúng không? Ô thế cái mâm này là bày ra để làm lễ thế à? Vâng đúng rồi anh. À. Cái mâm bày ra làm lễ. Bố mẹ với hai người đi gọi con dâu bên à bên vợ bên vợ à bên nhà ngoại à thế thế bởi vì nhà ngoại là ở bên Lào mà đúng không? Dạ vâng. Thì họ có ở đây không? Họ đã sang đây từ trước chưa? Dạ bây giờ là vừa cửa khẩu là hơi khó khăn anh ạ. À vẫn đang ở cửa khẩu à? Dạ bây giờ là ra cửa khẩu là hơi khó khăn thì nhà bố mẹ bên vợ không ra nữa. À thế là? Dạ vâng. Thế bên vợ không ra nữa? À, tức là bởi vì là nhà ngoại là ở bên Lào, bạn chua thì là người Mông Lào, thế là để sang đây thì lại là cái cửa khẩu lại khó khăn, thế nên là bây chỉ có mỗi chùa ở đây thôi à? Dạ vâng. À đấy thì coi như là một cái buổi lễ cũng vắng mặt nhà gái đúng không? Dạ vâng. Dạo này trông em gầy đi ấy. Em đi làm công ty hơi xông thuốc nên gầy. Em làm công ty ở đâu? Em làm công ty ATN ở trên Vân Hồ. À ở Vân Hồ à? Vâng. À. Đấy. Thôi cố gắng nhá. Dạ vâng. Khi nào nói chung là anh mà ổn định được cái gì đấy thì anh mới có thể giúp được. Nhưng bây giờ anh cũng có nhiều cái phải lo lắng và cả nhiều cái kế hoạch nó không đúng theo ý mình ấy. Thôi thì có gì chúc mừng em đã. Đến đây trước tiên là chúc mừng em hạnh phúc, ổn định cuộc sống gia đình đã. Còn cái chuyện gì thì chuyện thì mình tính sau. Đấy. Thì bây giờ... anh thấy kiểu mọi người lễ của mọi người cũng khá là thú vị ấy. Thấy có những cái ống kia là để cái gì đấy hả em? Để rượu anh. À để rượu à? Anh thấy đang đong rượu này. Đây đúng không? Vâng. À. Chào em nhá. À chào mọi người. Ôi. Mọi người để rượu ở trong cái tre này. Cái này là sạch nhất. Sạch nhất. Xong còn cái chén uống rượu thì đây. Chén uống rượu cũng là cái này. À chào chú. Ôi trời ơi. Cái này không phải không có mà là phong tục. À phong tục à? Đúng rồi. Cũng không phải không có mà ý là nhưng mà cái chén này cái to cái nhỏ nó không đều nhau. Đúng không? Uống rượu không đều. Đấy. Ủa cái này là chan trong rượu các bạn ạ. Đấy. Mọi người cứ đổ rượu là chan hết cả ra đây này. Bắt đầu đổ từ đây ra. Lần đầu tiên tôi mới thấy cái cảnh mà để rượu trong ống nứa như này. Và bắt đầu là đong ra. Và bê này đi mời mọi người. Đấy. Thôi mình cứ né. À chua. Em đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà đây là em gái à hay nào cứ giống nhau. Tại chua thì là người Mông nhưng mà sinh sống ở Lào trong cộng đồng người Mông nhưng mà chua lại không biết chưa nói được tiếng phổ thông bởi vì bạn ấy một phần bạn ấy ở Lào nữa. Nên là thế mà bạn ấy đã theo bạn Lu ở Mộc Châu rồi mà không thể giao tiếp được, chỉ giao tiếp được với mỗi Lu thôi. Và Lu lúc đấy như là một Lu như là một người mà bao bọc che chở cho cô gái này và cái tình yêu này cũng nhiều năm rồi. Từ lúc mà Nam biết Lu thì đã quen chua và yêu chua rồi. Và giờ cái tình cảm nó đã đi đến một cái kết rất là đẹp, đó là một cái đám cưới mà mình không biết là đang tặng cái gì đây. Em cầm cái gì vậy? À thuốc Lào à?
Mỗi cô gái thì cầm ít thuốc lào, hôm nay làm lễ đấy các bạn ạ. Lễ à? À, cầm thuốc lào và mỗi người một chén rượu. Hôm nay lên du lịch sạch không ạ? Không, anh lên ăn cầm cưới đấy. Ừ. Anh phải ở với thằng Lu, mai cưới xong anh mới về chứ. Ừ, mai xong rồi mai anh chịu khó lên chứ nhá. Đấy, ô. Đây là bắt đầu lên mâm. À, thì bây giờ mới đi lên mâm à? À, tức là một cái lễ mà dành cho nhà gái. Thì kia là đi kia là em gái của chú à? Không, đây là cháu, đây là cháu con của anh trai. À, thì mình đến thì đúng vào lúc làm lý. Ờ, đôi bạn đẹp đôi quá. Nói chung là đôi bạn thì cũng lóng ngóng theo cái tục lệ này thôi. Những cái đôi bạn trẻ thì thường cũng chưa nắm được cái luật lệ, thì lúc người lớn bảo làm cái gì thì làm cái đấy. Và đây là một cái nơi mà khá là xa xôi của tỉnh Thanh Hóa. Đến đây thực sự các bạn đã rất là xa xôi và khó khăn, và mọi cái phong tục nó cũng khá là còn đặc độc đáo, còn thuần chất. Đấy. Và mình khi mà mình ở đây mình cũng cảm thấy vô cùng lạc lõng. Nhưng mà đối với mình thì người Mông là anh em rồi, đặc biệt là có Lu ở đây nữa. Thế là mình cảm thấy vô cùng là thú vị. Và ngày hôm nay nhìn cậu em mình trưởng thành. Nam có rất nhiều những cậu em theo mình từ trẻ, và mình bắt đầu nhìn chúng dần dần trưởng thành. Và mình cảm thấy vô cùng là hạnh phúc luôn khi được theo dõi một cái quá trình như vậy. Đấy. Mình cũng cảm thấy cũng hơi lạc lõng một chút, nhưng mà mọi người đều hiểu cái công việc của mình, đó là một vlogger. Thế là mình có quyền được đi lại và để giới thiệu những cái điều về văn hóa người Mông đến cho mọi người. Có lẽ cái lý này, cái lễ này là cũng phải kéo khá dài đấy. Bởi vì là mình thấy Lu gửi cho mình cái bức ảnh về cái mâm cỗ dài này là từ lúc chiều cơ. Nhưng mà đến bây giờ là vẫn chưa được đụng đũa đến. Thì mọi người vẫn để đó để chờ làm lễ xong thì mới dùng. Đó. Mình thấy là rượu đang là chủ đạo đó. Mà có một điều mình có thể cảm nhận được ở những cái gương mặt mọi người ở đây, đó là những cái gương mặt của gia đình nhà Lu ấy, thì rất là hiền lành luôn. Gương mặt Lu cũng thế, đó là cái bố mẹ Lu cũng vậy, anh Lu cũng thế. Thế là một cái gì đấy là mình cảm thấy, hay là mình nhìn họ quen rồi nên mình cảm thấy thân quen ấy. Mình cảm thấy rất là hiền lành ấy. Đó. Mình thấy là hình như mỗi người sẽ được nhận một chút thuốc lào, và sau đó là phải uống một cái ly rượu bằng nứa. Đấy. Tức là cái thuốc lào này có thể là đem lại may mắn hay cái gì đó. Đấy, đây này. Có rất là nhiều người. Có chia ra mấy người mà cứ cầm thuốc lào đi mời. Mỗi người phải cầm một cái thuốc lào và phải uống một chén rượu. Đấy. Và bây giờ trong lúc mọi người đang đi mời rượu và mời thuốc lào thì mình ghé xuống bếp một tí đi. Đấy. Đây là cái gian bếp và xin chào mọi người nha. Anh đang lên lau đây nhỉ. Em đang ký lâu rồi mà không thấy đến đường lát nhỉ. Đây, hôm nay anh lên đây. Cái mùi đang sử dụng những chiếc nồi rất to để nấu nướng. Chắc là hôm nay nấu này chỉ đủ cho những cái buổi lễ, buổi lý của tối nay thôi. Còn mai thì còn nhiều nữa. Đấy. Nay là cả ngày mai. Cả ngày mai nữa. Mà ngày mai chắc phải làm ở chỗ khác nữa. Ở ra sân. Đấy. Bây giờ.
cái điều đặc biệt là mình không thấy mọi người hút thuốc lào nhưng mà lại sử dụng thuốc lào ở trong trong cái lễ. À đây có lào này, có thuốc lào. Có điếu đây các bạn. Có điếu. À anh ơi. Xin phép gọi anh là tôi cả nha. Dạ. Anh ở đâu đến đấy? Dạ bọn em là ở Hà Nội ạ. Hà Nội. Vâng, là anh em với Lu. À. Vâng, là cũng là như kiểu anh kết nghĩa ấy với Lu. Thế hôm nay là Lu đám cưới thì lên để chung vui. Dạ. Cảm ơn anh em. Dạ. Như này vậy là quá là vui đấy. Vâng. Thế hôm nay là đám cưới của Lu đây. Bố của Lu ở đây. À bố Lu đây à? Dạ. Mẹ Lu đó. Dạ. Công nhận là Lu giống cả bố cả mẹ luôn đấy. Dạ, giống cả nhìn. Giống mỗi người một đấy. Giống lắm. Dạ. Chào chú nha. Dạ. Muốn nói chào chào rồi nè. Thì các bạn trẻ đây thì cũng cũng đến về nhà coi như làm một cái lễ cho nhanh nhanh để sau đấy thì lại về Vân Hồ. Em mà về Vân Hồ thì làm thì cũng chùa cũng đi theo đúng không? Dạ, bây giờ chùa ở nhà giúp bố mẹ. À, chùa ở nhà giúp bố mẹ à? Dạ vâng. Thế em đi làm không? Thỉnh thoảng em về thôi đúng không? Dạ vâng. Thế thì cũng ấy nhờ, cũng cuộc sống cũng như thế là cũng có nhiều vấn đề cũng mình cũng cần phải khó khăn vượt qua đấy nhờ. Dạ vâng. Cũng vì hạnh phúc gia đình, vì miếng cơm manh áo thôi thì cũng vẫn phải đi làm thôi nhờ. Thôi để dần dần mình nghĩ xem là có thể làm được gì ở đây thế để giúp. Thôi có lẽ là để sáng mai thì anh sẽ đi vòng vòng đây anh xem là có một cái gì đấy để giúp vợ chồng em ở nhà mà không cần phải chia ly đôi người như thế, vừa cưới xong mà lại đi như thế để kiếm sống như thế. Yeah. Bây giờ nhà khó khăn thì phải đi kiếm tiền hay sang. Ờ. Mà bây giờ nhà không có điều kiện. Bây giờ thì phải đi xa đi làm một chút để kiếm tiền để giúp cho gia đình. Khó khăn thì phải đi xa đúng không? Thế để sáng mai anh thử mất thời gian anh ngó quanh cái khu này xem là có cái gì đấy để cho bọn em không cần phải đi xa ấy. Mai lên Tây Tiến chơi một phát. Ừ có, mai đám cưới xong thì anh lên Tây Tiến. Mọi người vẫn cứ chờ đợi cái lễ diễn ra. Đấy, và rượu thì vẫn tiếp tục được đong vào những cái ống nứa rất là lớn như thế. Và thực sự với các bạn thì trong những cái ngày trọng đại của những đứa em của đứa em mình, đặc biệt là của Lu, thì Nam thì đến đây không phải chỉ mong muốn là cái sự góp mặt của mình làm cho các em ấy vui và để cho em ấy hạnh diện có một người anh như mình, mà thực sự là Nam rất muốn là cậu em mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn khi mà cưới vợ. Đấy thì nếu mà mình hỗ trợ một cái gì đấy bằng vật chất thì nó chỉ là một cái giống như kiểu chuyện con cá ấy. Thì Nam rất muốn là mình phải chịu khó một chút, tìm hiểu một chút để làm sao để cho cậu em mình, gia đình cậu em mình có được một cái kế sinh nhai nó khấm khá hơn. Đấy, cái đấy thì cũng phải đau đầu đấy. Bởi vì mình là một người mà từ xa vừa mới đến đây ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời mới tới đây, thì mình cần phải tìm hiểu. Nói chung là cũng không phải đi đâu xa, nghĩ đâu xa, cả phải ngay tại cái cậu em của mình, phải áp dụng ngay. Đó thì Nam nghĩ rằng là có gì thì các bạn xem chương trình các bạn có thể hiểu được là người Mông là một phần của Việt Nam, người những cái gọi là chiến sĩ biên cương, họ ở cái nơi rất treo leo và thường ở khu vực biên giới rất nhiều luôn. Thế nên là để sao làm sao họ có cuộc sống tốt hơn, để họ yên tâm không phải đi làm xa. Đặc biệt là với cậu em của Hoàng Nam, một cậu em rất là gan dạ, hiền lành, chân chất. Nói chung là Nam là người rất là khó tính, nhưng mà Nam nghĩ là riêng với Lu thì phải 10 điểm không có nhưng luôn. Đấy, thì ngày mai thì chúng ta sẽ cùng xem là có cái điều gì đấy để có thể giúp đỡ, để cậu ý
mà vợ mới cưới và để cho gia đình đoàn tụ hạnh phúc được không? Để cho chứ mà để vì kế sinh nhai mà cưới xong thì đi làm xong để vợ ở đây một mình thì mình thấy mặc thấy cứ không yên tâm kiểu gì, cứ thấy kiểu thương ấy. Thì có lẽ thì mai, sáng mai thì chúng ta sẽ, các bạn thì hy vọng các bạn sẽ đồng hành cùng Nam đến đám cưới Lu với một cái lăng kính khác, một góc nhìn khác, không phải là một người đến chỉ để chung vui với các em mình mà còn có một cái kế hoạch xa hơn thế nữa. Không phải ông tôi lấy chứ.